Xem phong thủy là xem những gì? Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ nhanh một ngày khảo sát xem phong thủy. Thông thường Khải Toàn sẽ tự lái xe đến, do hôm nay anh gia chủ tiện đường ghé rước Khải Toàn. Đầu tiên đến tận nơi để khảo sát, xem địa hình bên ngoài, đo tọa độ, lấy thông tin. Ghi nhận thông tin những hạng mục quan trọng, ví dụ phòng giám đốc, kế toán, thu ngân, thủ quỹ, giảng viên. Xem phong thủy nhà hay công ty có hai phần chính. Phần một là loan đầu, tức là hình thể, tất cả những gì thấy được, cảm nhận được, nghe được, mùi vị. Thứ hai là phong thủy lý khí, dựa vào tọa độ tính được tốt xấu theo từng năm, 10, thậm chí là 20 năm hoặc dài hơn nữa. Sau khi có được thông tin bao gồm sinh thần bát tự của gia chủ hoặc là người đứng đầu công ty, về Khải Toàn lập quẻ xem ngôi nhà hoặc công ty này và bản thân mệnh của gia chủ trong thời vận hiện tại có bao nhiêu khả năng thay đổi, rồi mới có thể nhận hoặc từ chối. Chủ yếu bài trí đồ vật, tranh ảnh, tất cả những vật dụng hài hòa với ngôi nhà, hài hòa với mệnh của gia chủ, giúp cho khí trường hưng vượng, giảm xấu tăng tốt lành. Trên tất cả, tâm lý là một loại phong thủy tốt nhất. Người có tâm thuần thiện thuần tịnh, tức là đã có phong thủy tốt, như vị gia chủ này.